Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, tác giả Mạc Hương Đồng Khứ tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Nguồn: omosbl.wordpress.com. Chương 25: Tư thế chính xác để phản diện đá nam chính. Sư Tôn liếc thấy Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà hoàn toàn vui mừng nhiều hơn kinh ngạc. Dù sao, từ khi cuộc hỗn loạn mới bắt đầu, hắn liền dự đoán được với tính tình y cảm nhận được của Thẩm Thanh Thu tất nhiên sẽ lo lắng muốn đích thân vào trong cốc cứu họ. Thẩm Thanh Thu hoàn thành màn liên hoàn sát đầy xoay khí. Phiêu nhiên đứng thẳng, thấy vài đệ tử vây quanh hỏi, có người bị thương không? Lạc Băng Hà nói, ngoại trừ vài vị sư muội ở bên dòng suối và sư đệ bị hút tủy mà chết, trước mắt tạm thời không có thêm thương vong. Thẩm Thanh Thu ở một tiếng. Người vất vả rồi. Lạc Băng Hà mỉm cười, ánh mắt cực sáng. Là chức trách của đệ tử. Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn hốc mắt còn đỏ của Tần Uyển Ước thẩm nghĩ. Người còn cười, có biết mình vừa chết một bà xã không hả? Chúng đệ tử thấy tiền bối cao nhân lên sàn cứu giúp. Ai ai cũng giống như thấy mẹ ruột. Chỉ thiếu không ôm đuổi hắn lên tiếng khóc lớn. Thẩm Thanh Thu nói. Các người không cần kinh hoàng e ngại. Các trưởng môn ngoài kết giới cũng đã biết tình huống bên trong, đã có rất nhiều tiền bối tiến vào kết giới để trợ giúp. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, chẳng bao lâu có thể giết ra khỏi vòng vây. Câu nói kia của hắn giống như đại hoàn đan định tâm, khiến một đám thiếu niên thiếu nữ đang hoang mang lo sợ uống xong rất an lòng. Lạc Băng Hà nói, Sư Tôn, vừa rồi kia đến tột cùng là thứ gì? Quả thực vẫn chưa rõ xét ra, bắn vào lĩnh vực ma vật trong của ngạo tiên ma đồ. Y thật đúng là hỏi đúng người. Thẩm Thanh Thu thuộc như lòng bàn tay nói. Cũng khó trách ngươi chưa thấy qua. Thứ này tên là nhẹn đầu quỷ. Tính tình hung bạo, bộ mặt dữ tợn, có thể phát ra tiếng khóc oang oang để dụ con mồi tới. Một khi con mồi tới gần, những cây chân trên đầu sẽ chặt chẽ hút thiên linh của con mồi. Tám cây chân bén nhọn vô cùng có thể trực tiếp xuyên thủng hộp sọ, hút tủy não của sinh vật sống. Đoạn phổ cập khoa học này hoàn toàn là dập khuôn nguyên tắc. Lạc Băng Hà nghe hắn nói tỉ mỉ không gì bằng, vừa kính nể vừa lấy làm kỳ lạ. Ma giới thì ra lại có sinh vật như thế, đệ tử quả thực kiến thức nông cạn. Từ khi Lạc Băng Hà bái mộng ma làm thầy, thuật pháp và kiếm pháp thẩm thanh thu có thể chỉ đạo y càng ngày càng ít. Thật vất vả mới có cơ hội vung vẩy cái biển sư phụ ở trước mặt đồ đệ. Thẩm thanh thu vui ngất trời, mỉm cười nói thứ đồ chơi này là đặc sản của ma tộc không thích ứng khí hậu nhân giới đã nhiều năm không người nào gặp qua lần sau ngây gặp lại nhớ rõ đánh thẳng đến huyệt thái dương con vừa rồi chỉ là nhện được may mắn không gặp nhện cái bằng không càng đáng sợ hai người còn chưa nói thêm vài câu lá cây trên đỉnh đầu bốn phía mọi người truyền đến tiếng động sàn sạt kỳ lạ hai cái đầu treo trên tơ nhện màu trắng từ trong cây lộ ra thẩm thanh thu sắc mặt đại biến Đồ má, sao lại quên mất? Tiếng kêu của thứ đồ chơi này sẽ hấp dẫn rất nhiều đồng loại tiến đến vây quét. Chiết phiến trong tay hắn mở ra, quạt ra một đạo gió, nháy mắt chặt đứt mấy chục cái tơ nhẹ. Đám nhện đầu quỷ giống như quả bị dụng, bịch bịch rơi hàng loạt trên mặt đất, Thẩm Thanh Thu hét, "Đi!" Lạc Băng Hà lưu loát đáp ứng, Thẩm Thanh Thu thừa dịp đám nhện đầu quỷ rơi choáng váng đầu não cũng chạy theo. Một ở phía trước mở đường, một cản phía sau ở giữa mang theo đội ngũ đông đủ, hai đầu giết tới tinh phong huyết vũ. Những con nhện đầu quỷ này hành động nhanh nhẹn, lực nhảy rất mạnh, ở giữa không trung bay rồi lại nhảy, bị hai thầy trò thay nhau xuất loạn linh lưu bắn rụng tơi tả. Một khi biết phải ứng phó như thế nào, Lạc Băng Hà giống như thần trợ, quả thực nhắm mắt lại cũng có thể một lần đánh xuyên hơn hai con. Đỉnh đầu mọi người một mảnh tinh phong huyết vũ, tiếng quái kêu lên. Cho dù như thế, dù sao số lượng cũng quá nhiều, thời gian dài vẫn là có thể khó đối phó thẩm thanh thu đang lo lắng kỳ độc quái quỷ kia có khi nào thì phát tác vừa hay cảm giác linh lực bị kiềm hãm ra tay lập tức đánh ra không khí thật đúng là nói cái gì thì đến cái đó thẩm thanh thu bận chuyển pháp lực phát ra thành công kích vật lý chiết phiến vừa lật từ giữa cắt ngang con nhện đầu quỷ đang đánh về phía hắn thành hai nửa lúc này lạc băng hạ chú ý tới tình huống bên kia của hắn thấy tình huống khác thường hỏi sư tôn Thẩm Thanh Thu nói không có gì. May mắn họ đã được Thẩm Thanh Thu dẫn vào một khu vực đặc thù. Đám nhện đầu quỷ giống như gặp phải lá chắn vô hình, không dám tiếp tục tiến thêm. Ngược lại tiếng quỷ gào khóc một mực lùi đi, mãi đến khi lùi vào trong lùm cây biến mất không thấy. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở ra. Tần Uyển Ước một mặt thở hồn hển, một mặt nghi hoặc nói: Thẩm Tiền Bối vì sao đến nơi này những ma vật kia không dám đi tới nữa? Thẩm Thanh Thu nói các ngươi đã quên bên trong tuyệt địa cốc sinh trưởng kỳ hoa dị chủng gì rồi sao? Kỳ thật quên chính là hắn. Thứ lỗi cho hắn không nhớ tới được bông hoa đó tên méo gì. Lạc băng hà rất chi kỷ mà giúp hắn nghĩ tới. Y ngẫm một chút liền nói ra. Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên. Thẩm thanh thu cuối cùng cũng biết tại sao trước đó hắn không nhớ được tên của đóa kỳ hoa này. Kỳ hoa tên kiểu như xx tuyết xx hoặc là xx liên. Trình độ lan tràn đã vượt xa khỏi cái ngưỡng tràng giang đại hải có thể nhớ kỹ mới là lại thẩm thanh thu không sai đúng là thiên diệp tịnh tuyết hoa liên hoa này mọc tại chỗ sâu trong tuyệt địa cốc đã có hơn trăm ngàn năm lại là khắc tinh trời sinh của giống vật ma giới trung quanh nó tự nhiên hình thành lá chắn đẩy lùi ma vật cho nên chỉ cần ở trong phạm vi lá chắn của nó sẽ không phải chịu thêm sự xâm lấn của ma vật lạc băng hà bỗng nhiên truy vấn nói khắc tinh trời sinh của giống vật ma giới y vẫn luôn ngưng thần nghe Thẩm Thanh Thu thấy trong ánh mắt của y giống như nhen nhóm một ngọn lửa, sắc thái khác thường ẩn ẩn chấp động, cảm thấy kỳ lạ. Không sai, Lạc Băng Hà nói. Vậy sư tôn, gốc thiên diệp tịnh tuyết hoa liên này có phải có thể giải trừ ma tộc kỳ độc? Thẩm Thanh Thu kinh hãi. Bộ dạng này chắc không phải Lạc Băng Hà muốn đi hái kỳ hoa giải độc cho hắn chứ? Chờ một chút em gái tần uyển ước trong nguyên tắc mà ngươi hái hoa cho đang ở bên cạnh nhìn ngươi đó hiện tại ngươi còn ở trước mặt nàng muốn hái hoa cho một người khác còn là một đại nam nhân cho bà xã ngươi một chút mặt mũi được không thẩm thanh thu lập tức nói không cần để ý tới những cái này hiện tại tạm ứng phó nguy cơ trước mắt đi lạc băng hà lại không chịu buông tha thỉnh sư tôn cho đệ tử biết thẩm thanh thu lắc đầu nói vật kia vô dụng lạc băng hà chấp nhất nói không thử một lần sư tôn làm sao biết được đệ tử biết sư tôn không muốn cho đệ tử mạo hiểm nhưng nếu không mạo hiểm như vậy đệ tử vĩnh viễn cũng không thể an lòng cái này thì thật sự không phải tại sao ngươi nhất định phải ở nơi mấu chốt thế này hiếu thuận lão nhân ra ta như vậy ông đây cũng không thể nói cho ngươi biết muốn giải độc trừ phi với ngươi mới được đi thẩm thanh thu nói với y không rõ mặt lạnh lùng có phải bình thường vi sư thường đối với ngươi quá mức dung túng thời điểm thế này cũng có thể bốc đồng đơn giản thô bạo chút mà nói chính là kêu y câm miệng nói thật mấy năm qua hắn tuyệt không nói với đầu đệ này lời nói nào hơi nặng lạc băng hà nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn ra quả nhiên nghe lời ngoan ngoãn câm miệng nhưng ánh mắt vẫn quật cường như cũ chính dương kiếm cũng không chịu thu hồi trong vỏ rõ ràng không phải ý thoái nhượng đang lúc hai người rằng co không xong đám cỏ một bên rừng lại lay động lộ ra một người Phía sau còn mang theo một đám đệ tử chật vật không chịu nổi, trải qua một phen đẫm máu chiến đấu hăng hái. Thẩm Thanh Thu cảnh giác mà đưa ánh qua, vừa đối mặt với hắn liền cảm thấy giống như cái búa trên trời nện vào huyệt thái dương của hắn. Kỳ thật, tướng mạo người này cũng coi như đoan chính tuấn lãng, chỉ là trong ngôn hành cử chỉ không thoát khỏi một cỗ khí đáng khinh. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà, nở nụ cười một chút, trả bội kiếm, quang hoa lưu chuyển vào vỏ, thì ra là Thẩm Dư Huynh, nếu đã hội hợp cùng các ngươi, vậy ta an tâm rồi. Thẩm Thanh Thu ha 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 trong lòng. Yên tâm, yên tâm cái rắm ấy. Có người ở đây mới lo lắng có được không? Người trước mặt này chính là đầu sỏ gây nên trận đại loạn này. Thượng Thanh Hoa, nhân vật này trong lòng Thẩm Thanh Thu từng ném đá qua. Thượng Thanh Hoa, ha, ta còn thi đỗ bắc đại đây này, chính là phong chủ An Định Phong. Chú thích Bắc Đại Đại học Bắc Kinh, thanh hoa cũng là tên một đại học ở bắc kinh thượng thanh hoa đọc nghe giống thi đỗ vào trường thanh hoa đồng thời hắn cũng có một thân phận khác nội quỷ của tai họa tiên minh đại hội một quân cờ ma giới mai phục mấy năm trước nguyên bản thượng thanh hoa chỉ là tiểu đệ tử bừa bãi vô danh đời sau nhất mạch an định phong bị ma giới bắt được ép hắn làm gian tế à không làm gì có ép hắn không hề áp lực tâm lý liền vui tươi hớn hở mà tiếp nhận trọng trách nằm vùng này có ma tộc âm thầm hậu thuẫn, từ đó Thượng Thanh Hoa xuôi gió, xuôi nước, một đường thẳng lên mây xanh, cuối cùng cư nhiên ngồi vào vị trí chủ An Định Phong. Nhưng mà hắn còn chưa mãn nguyện. Tại sao nào? Bởi vì An Định Phong. Vừa nghe tên này liền biết, không phải nơi có trí cầu tiến gì. Truyền thống và đặc thù của đỉnh núi này hoàn toàn cũng là một phong cách với tên của hắn, công tác hậu cần. Đương nhiên, phong chủ này cũng chỉ thành chân chạy vặt, chỗ nào cần dọn chỗ đó hôm nay nơi này đưa vài cái cu ly ngày mai nơi đó trợ giúp chút vật tư một phong chủ như vậy uy phong sao khí phái sao khóc huyễn cuồng bá nhắm hả còn có tôn nghiêm thân là phong chủ sao còn không uy phong bằng một tiểu đệ tử thiên tư hơn người của mạch khác ấy vì thế thượng thanh hoa không thể chuồn bước mà trở thành chó săn ma giới nhờ ma giới trợ giúp coi xưng bá nhân giới là nhiệm vụ của mình làm hết mọi chuyện xấu thẩm thanh thu lãnh ngạo dương cằm thượng sư đệ khi ngươi tới có nhìn thấy ở phụ cận có ma vật cỡ lớn không thượng thanh hoa sừng sốt nói ma vật cỡ lớn cái này kỳ thực không có thẩm thanh thu trong lòng lộp bộp một tiếng không có sao ma vật cỡ lớn ở nơi này cũng là một trong những đạo cụ mấu chốt của tình tiết trong nguyên tắc máu thượng cổ thiên ma của lạc băng hà sở dĩ bại lộ là bởi vì trong tiên minh đại hội một con hắc nguyệt mãng tê bị thả ra Lạc Băng Hà vì bảo vệ mọi người liều chết chiến đấu. Lực sát thương và hình thể hắc nguyệt mãng tê đều là cấp bậc to lớn. Đương nhiên y đấu không lại. Chiến đấu không lại, làm sao đây? Bạo phát thôi. Vì thế, Lạc Băng Hà liền ở trước mặt Thẩm Thanh Thu, bại lộ. Chính là bởi vì vậy, Thẩm Thanh Thu mới có lý do quân Pháp bất vị thân một trưởng đánh y rớt xuống. Thẩm Thanh Thu vừa rồi vẫn không cảm nhận được ma khí của Hắc Nguyệt Mãng Tê, càng không có nghe thấy dấu hiệu tiếng kêu hướng vầng trăng tựa như mãng xà lại tựa như tê tê trong truyền thuyết hiện tại thượng thanh hoa cũng nói không không khỏi cảnh giác nếu không có đạo cụ mấu chốt này chắc không đến mức muốn hắn không có lý do gì mà lại đột nhiên đá lạc băng hà một cước chứ hắn không nhịn được nhìn lạc băng hà đang trầm mặc không nói một lời đứa nhỏ này tựa hồ còn chưa từ bỏ việc giải không giải được hái không hái hoa nhìn ánh mắt bướng bỉnh của y tựa hồ còn mang theo một chút ủy khuất người ủy khuất cái méo gì ta đây là vì tốt cho ngươi người hái hoa thì được đừng có nhầm lẫn đối tượng tặng hoa cảm ơn thật còn muốn phản diện ta đây dạy nam chính làm người như thế nào đúng hay là sai thượng thanh hoa vô cùng đau đớn nói kẻ thả những ma vật này vào thật ác độc dọc theo đường đi đã hao tổn không ít đệ tử các phái đây đều là trụ cột tương lai của tu chân giới Thẩm Thanh Thu liền ha ha, người giả bộ cái giấm ấy, những ma vật này đều chính là ngươi thả vào có được không? Câu này còn chưa có ném đá xong rồi đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển không hề báo trước. Mọi người ngã trái ngã phải đều sợ hãi không biết phải làm sao. Tiếng hỏi bay thành một mảnh, Thẩm Thanh Thu đồng tử đột nhiên co lại. Cảm giác địa chấn 7,5 độ thế này tuyệt đối không sai. Vực thẳm vô gian, rốt cuộc được mở ra rồi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 26 Tư thế chính xác để phản diện đá nam chính Cái gọi là vực thẳm vô gian chính là không gian giao giới giữa nhân giới và ma giới. Thân là một không gian chuyển tiếp, vực thẳm vô gian tràn ngập nguy hiểm khôn cùng. Nơi trốn đều là không gian lốc xoáy vặn vẹo và rách nát, liệt hỏa nham thạch nóng chảy chư danh đệ tử có mặt một đường đánh tới, nguyên bản tiêu hao quá lớn, cường chấn qua đi, cư nhiên ngã xuống hơn phân nửa, còn lại miễn cưỡng có thể đứng chỉ có ba người, Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Thượng Thanh Hoa. Nếu vực thẳm vô gian đã được mở ra, tức là nói nhất định có đồ vật ma tộc từ bên kia đi ra. Ba người nín thở ngưng thần, đề phòng mười phần lặng lẽ chờ đợi. Từ trong bóng tối, một thân ảnh nam tử cao lớn dần dần xuất hiện vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng và biểu tình xa cách người ta vạn giảm thẩm thanh thu liền biết là ai hắn liếc một chút sắc mặt tái nhợt của thượng thanh hoa muốn cười lại cười không nổi tại sao trợ thủ tốt dầu máy tốt làm xăng làm bậy giết người phóng hỏa dây trướng lạc băng hà tương lai hiện tại lại xuất hiện ở nơi này mạc bắc quân là một ma tộc thuần huyết con nhà ma chính tông kế thừa lãnh địa gia tộc ở biên giới phương bắc ma giới nói theo vị trí của ma quân, cả ngày xuất quỷ nhập thần, không biết làm những gì, ai cũng không hiểu. Một nhân vật biệt lập độc hành như thế, sau khi bị lạc băng hà giai đoạn giữa đánh tơi bời một chút, chẳng biết tại sao liền cúi đầu xưng thần, tùy ý sử dụng. Từ đó về sau, lạc băng hà liền có thêm cái chân chạy tạp dịch. Có điều, phải làm rõ, dựa theo tiến độ nguyên tắc tối thiểu còn phải 500 chương mới đến phiên ngươi lên sân khấu được không đại thần. Loạn rồi, loạn rồi, toàn bộ lộn xộn hết rồi. Thượng Thanh Hoa xông về phía trước từng bước quát hỏi. Các hạ là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Thẩm Thanh Thu ha ha tiếp tục giả bộ. Đó không phải là cấp trên người chân chính lệ thuộc trực tiếp sao? Chỉ lệnh thả sinh vật nguy hiểm vào bên trong tiên minh đại hội chính là gã ra cho ngươi. Ngươi tiếp tục giả bộ đi. Mạc Bắc Quân hơi nghiêng đầu, hình dáng tuấn lãng cứng cỏi một nửa chìm trong bóng tối, làm cho lòng người phát lạnh. Thượng Thanh Hoa lại đi trước từng bước, gã chỉ vung tay lên. Thượng Thanh Hoa đã bị một cỗ mãnh lực thình lình hất đến giữa không trung, đụng vào một thanh gỗ bị gãy, hôn mê bất tỉnh. Máu tươi trong miệng vẫn cứ học không ngừng, học thẳng đến mức thẩm thanh thu không nhịn được, tâm sinh kính nẻ. Huynh đệ, vì nghiệp vụ, ngươi đúng là liều tới bến. Thẩm thanh thu nội tâm thở ngắn than dài. Được rồi, hắn biết ngay mà, vẫn là muốn hắn ra mặt hắn chắn đường mạc bắc quân đi tới giơ ngang kiếm ra trước không kiêu ngạo không nịnh nọt nói các hạ có phải người trong ma tộc đây là câu vô nghĩa mà khí đen tuyền bao quanh kia không nhìn thấy chính là mù có được không một đạo bóng trắng hiện lên lạc băng hà cư nhiên một lời không nói chắn trước người thẩm thanh thu mới vừa rồi còn nổi lên tranh chấp hiện tại cường địch trước mắt lại không chút do dự che ở trước người hắn nói thẩm thanh thu hoàn toàn không cảm động thì đó là giả chỉ là hắn càng cảm thấy chuyện lát nữa phải làm quá có lỗi với lạc băng hà nói băng hà lui ra lạc băng hà không trả lời cũng không rời đi cùng mạc bắc quân nhìn đối diện cư nhiên không chút nào bị uy thế của hắn đàn áp mạc bắc quân a à một tiếng như là phát hiện một thứ có thể khêu gợi hứng thú của gã thẩm thanh thu tăng cao âm thanh hồ nháo nào có đệ tử che ở trước sư phụ mạc bắc quân nói ngươi là đệ tử thương khung sơn phái lạc băng hà đáp thương khung sơn phái thanh tĩnh phong tọa đệ tử lạc băng hà lĩnh giáo các hạ cao chiêu mạc bắc quân bỗng nhiên cười lạnh nói tiên giả không tiên ma giả không ma thú vị thẩm thanh thu nghe câu này đột nhiên có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ lý do mạc bắc quân xuất hiện ở nơi này là để thay thế tác dụng của hắc nguyệt mãng tê thúc đẩy tình tiết tiên giả không tiên có lẽ là nói Thượng Thanh Hoa nằm bên cạnh giả chết, còn không quên học máu, rõ ràng là người tu tiên mà lại làm trâu làm ngựa cho ma tộc, còn ma giả ở đây ngoại trừ Lạc Băng Hà còn có thể chỉ ai. Dù sao với cặp hỏa nhãn kim tinh như đuốc kia của gã, liếc mắt một cái có thể nhìn ra chỗ không tầm thường của huyết thống trên người Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu không thể xác định, liền không dám mạo hiểm, lạnh giọng hạ lệnh. "Băng Hà, lời nói của vi sư ngươi nghe hay không nghe? Hiện tại ta kêu ngươi lập tức rời đi." gọi hết tiền bối toàn bộ các phái khác ở cạnh đến đây ngươi có đi hay không lạc băng hà nhìn không chuyển mắt ma tộc nam tử thân phận không rõ kia nói sư tôn hắn sẽ không để cho bất cứ ai trong chúng ta đi chẳng bằng hợp lại dốc hết toàn lực cùng đánh một trận thẩm thanh thu nói ngươi ở lại chỗ này chỉ chết một cách vô nghĩa lạc băng hà nói bất luận vì sư tôn mà chết hay là chết cùng sư tôn đệ tử đều cam tâm tình nguyện có ai ăn nói như ngươi không hả thằng nhãi này mạc bắc quân thản nhiên nói cùng ta chiến một trận phần sau không biết trời cao đất rộng rất nẻ tình mà không nói ra thẩm thanh thu thẩm nghĩ may mắn ngươi không nói ra chưa đầy ba năm lạc băng hà một tay có thể đánh cho ngươi không đứng dậy nổi ngươi còn không phải thành thành thật thật làm nanh vuốt cho người ta rõ là tự vả và vào mặt mạc bắc quân lại nói cũng tốt ta đây liền nhìn xem người rốt của có bao nhiêu phân lượng liệu có thể chiến một trận với ta không? Lời còn chưa dứt, sát khí trong không khí đột nhiên tăng vọt. Bộ pháp dưới chân thẩm thanh thu thay đổi không ngừng, nháy mắt vọt đến trước người lạc băng hà, tay trái tung tu nhã kiếm, mặc kệ có đỡ được không, chắn trước một trận rồi nói sau. Tay phải như diều hâu nhấc gà con nhấc lạc băng hà ném ra ngoài, đẩy y ra ngoài phạm vi ma khí của mạc bắc quân, xoay người liền cùng mạc bắc quân một trường chống chọi. Hai người song trường đụng vào nhau, ngực thẩm thanh thu một trận huyết khí bốc lên, tựa như bị người đánh chính diện một quyền. Linh lực cả người đều sôi trào cuồn cuộn không ngớt. Tuy rằng tu vi hắn không thấp, nhưng ma quân kế tục ma giới có chuẩn tính gian lận. Chính là ma quân tân nhậm có thể trực tiếp kế thừa bảy phần công lực của ma quân đời trước. Đời đời tích lũy có thể nghĩ kim đan ở trước mặt bắc quân căn bản không đủ xem. Nhưng hắn phải cố hết sức liều một phen đối phó kiêu hùng trung nhị tính tình cổ quái thế này chỉ có thể không để ý tính mạng liều chết chiến một trận mới là kế sách bảo toàn mạng sống căn cứ mười mấy, mấy năm kinh nghiệm xem các loại tiểu thuyết của thẩm thanh thu loại này đều sẽ tôn kính vài phần với khúc xương cứng huyết chiến đến cùng đối với kẻ nhát gan nhũn chân thì tuyệt đối không lưu tình chút nào lạc băng hà bị thẩm thanh thu ném ra một khoảng tự động lộn trở lại chính dương kiếm ra khỏi vỏ mạc bắc quân rút một tay bắn lên lưỡi kiếm trắng huyền đang nghênh diện mà đến. Thần kiếm không chịu nổi lượng quán nhập của ma tức, bạch quang nứt ra, vỡ vụn tại chỗ. Gã đơn trưởng cùng thẩm thanh thu đối song trưởng, lại còn áp đảo chiếm thế thượng phong, cảm thấy không hứng thú, phát lực đánh văng thẩm thanh thu, nói, tư chất cực kém, trụ cột tâm pháp cứng ngác, cút. Nếu như là hàng nguyên bản nghe xong lời này nhất định học hết ba thanh máu, Tư chất của Thẩm Thanh Thu ở nhân giới không thể nói là kỳ tài vô tiền khoáng hậu, ít nhất cũng có thể nói là ưu tú ngàn dặm có một. Trụ cột tâm pháp của Thương Khung Sơn không gọi cứng ngắc, gọi là chính thống, tới miệng Mạc Bắc Quân liền thành một túi rác. Bộ kiếm Lạc Băng Hà gãy cũng không thèm để ý, nhưng thấy Thẩm Thanh Thu bị trường lực tổn thương nội tạng, cắn răng nuốt máu vào trong bụng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, khí chàng quanh thân y nháy mắt biến hóa. Mạc Bác Quân cảm thấy được biến hóa làm cho người ta sợ hãi này, hai mắt phát sáng ra ánh sáng lạnh, hưng phấn. Trước tiên giải quyết sư phụ rách việc này của ngươi, lại đến chiến. Trong không khí, bỗng nhiên từ hư vô, động thành một vật thể kiếm băng đen tinh khiết. Một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám, nháy mắt, phân thành hàng trăm kiếm băng, xếp thành hàng, từ bốn phương tám hướng vây quanh đâm vào thẩm thanh thu ở giữa phòng ngự bình thường căn bản không thể ngăn cản những kiếm băng này bởi vì chúng là dùng ma khí thuần trùng nhất ngưng tụ mà thành thẩm thanh thu hiện tại linh lực gần khô kiệt hai người so bì chính như cách biệt giữa lửa trên sao hỏa với sóng xô bờ cát vậy kết quả như thế nào không cần nói cũng biết khoảnh khắc kiếm trận như mưa chút tầm tã xuống thẩm thanh thu trong lòng rít gào thủ lớn nhường nào muốn chết cũng không cho chết đẹp chút cứ vậy hơn một trăm kiếm đen tuyền đâm vào người người cũng biến thành cái giá còn nhìn được sao nhưng mà đợi thật lâu sau cũng không cảm nhận được thống khổ vạn tiễn xuyên tâm tại thời điểm này nếu không phải mặc bắc quân bỗng nhiên động kinh rút về kiếm trận vậy chỉ có một người một khả năng chống đỡ được công kích sát khí tận trời này thẩm thanh thu mặt không biểu cảm mở mắt quả nhiên bốn phương tám hướng trên không kiếm trận chi chít dày đặc bị đập vỡ đập vỡ hoàn toàn giống như biến mất không thấy bóng dáng chỉ có bông tuyết màu đen đầy trời phản xạ ánh trăng từng hạt rơi xuống nhìn hình ảnh đó thậm chí có thể dùng từ đẹp để hình dung nhưng mà đứng ở chính giữa hình ảnh là băng hà quanh thân và trong mắt giống như có một hồi bão tuyết đang tụ tập lại chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung Thẩm Thanh Thu hắn một phản diện cặn bã, có tài đức gì, cư nhiên, khiến nam chính vì hắn bạo phát, vì hắn chắn kiếp. Đây là một cuộc chiến đấu phi nhân loại. Thẩm Thanh Thu ngồi ở cạnh một gốc cây đại thụ vừa nuốt máu tụ vào trong bụng, vừa vận công chữa thương, vừa quan sát trận đại chiến hỗn thế ma vương phá núi chém thạch này. Phòng ấn huyết thống ma tộc của Lạc Băng Hà chưa giải trừ, Mạc Bắc Quân cũng chỉ là đang thử y, nhưng vẫn như cũ, đánh cho trời đất mịt mù nhật nguyệt vô quang, mà tức hai người sóng gió cuồn cuộn tràn ra, gần như che mây che trời. Vùng này vốn là thiên diệp tịnh tuyết hoa liên, cái thứ đồ chơi này gọi vậy không sai đi. Đúng là phạm vi tinh hoa của thiên diệp tịnh tuyết hoa liên. Đám sinh vật ma giới căn bản không dám tới gần, nhưng mà bị ma khí long trời lở đất quét qua. Đóa tuyết liên linh khí giạt rào đã héo rũ hoại tử đến gốc. Những sinh vật tiềm tàng trong bóng cây đêm này cũng đi ra tham lam thăm dò, hít hơi thở thâm lừng của họ. Thẩm Thanh Thu thấy có vài con nhện đầu quỷ lén la lén lút đi đến trên người vài đệ tử của thương khung sân phái. Trần Lung chuẩn bị cắm vào trong huyệt thái dương. Linh lực hắn lại gần như tiêu hao hết, không thể vận công. Chỉ có thể trực tiếp bắt lấy bộ lông dơ bẩn rối rắm của chúng nó ném hướng bên cạnh. Hắn là xem chuẩn mới ném. Chuyên môn ném trên người phản đồ thường Thanh Hoa. Mà bên kia, Mạc Bác Quân đã gần như thử ra gốc gác lạc băng hà, Tính toán thu tay lại cho ra một kích cuối cùng, ngón tay gã bắn ra đưa một đạo quang lưu màu đỏ tươi nhập vào trong trán Lạc Băng Hà. Đạo quang lưu kia chạm vào chán Lạc Băng Hà lập tức thấm qua làn da, hóa thành một họa tiết lửa đỏ. Lạc Băng Hà chóng mặt, không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, gần như sắp quỳ rạp xuống đất. Cả người bốc lên một cỗ xúc động, tàn bạo vô lực phát tiết, tùy tay vung ma khí bùng nổ như pháo bắn về hướng Mạc Bắc Quân uy lực lần này thật lớn. Mạc Bắc Quân nhấc tay hóa giải, hơi hơi kinh ngạc khen ngợi nói, không tệ. Gã cũng mặc kệ hiện tại, ý thức của Lạc Bắc Hà không rõ ràng tự nói, nhân giới vốn không phải là nơi ngươi nên ở, sao ngươi không trở về bản nguyên? Hiện tại Thẩm Thanh Thu rốt cuộc có thể xác nhận trăm phần trăm. Đúng vậy, Mạc Bắc Quân đột nhiên xuất hiện chính là vì thay thế tác dụng của Hắc Nguyệt Mãng Tê. Chỉ là so với nguyên tác, Mạc Bắc Quân làm càng triệt để Gã, gã, gã cư nhiên trực tiếp giải trừ phong ấn áp chế huyết thống ma tộc trên người lạc băng hà. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 27 Tư thế chính xác để phản diện đá nam chính Thẩm Thanh Thu đang bị tác phong gọn gàng dứt khoát chấn động đến nói không nên lời chỉ thấy Mạc Bắc Quân xoay người bước đi. Hoàn thành nhiệm vụ bước đi. NPC này làm thật là triệt để không chút lầy lội nào. Từ trong bóng đêm đến, cũng từ trong bóng đêm đi. Tới chẳng biết tại sao, đi cũng chẳng biết tại sao. Có điều gã vốn là một nhân vật chẳng biết tại sao. Chỗ nào Lạc Băng Hà cần, gã sẽ không chút logic mà xuất hiện ở đó. Cho nên an bài như vậy cũng không tính là gượng ép. Gượng ép chỉ có một cửa kế tiếp, cực kỳ quan trọng. Thẩm Thanh Thu phải đối diện. Trải qua một hồi ác chiến, Lạc Băng Hà nửa quỳ trong một mảnh hoang tàn giờ phút này xem ra, hai mắt mờ mịt, lại giống bất cứ lúc nào cũng sẽ xé nát tất cả. Tưởng tượng một chút, hiện tại trong đầu y giống như là có 12 ngọn núi lửa yên lặng nhiều năm, đồng thời phun trào. Chảy trong mạch máu đều là nham thạch nóng chảy. Chỉ là nghĩ nghĩ thôi đã đau, ngay cả thẩm thanh thu cũng tựa hồ có chút đau theo. Hệ thống phát ra nhắc nhở sắc lẻm trước nay chưa từng có. Cảnh cáo, nhiệm vụ mấu chốt, vực thẳm vô gian và thù hận vô tận chính thức mở ra, nếu không thể hoàn thành, độ sướng nhân vật chính trừ 20.000. Chờ một chút, hôm trước khi tao với mày xác nhận không phải nói 10.000 sao? Lúc này mới qua vài ngày liền lật gấp đôi rồi. Hệ thống, đậu xanh rau má nhà mày. Vết thương của bản thân thẩm thanh thu còn chưa khỏi run rẩy đi đến bên người Lạc Băng Hà vẫn trong trạng thái nửa phát cuồng. Vỗ vỗ mấy cái lên sau lưng y, đẩy vài đạo linh lực lưu lại vào trong thân thể của y. Người cho là đơn giản như vậy sẽ có tác dụng sao? Không những Lạc Băng Hà không tỉnh táo lại, ngược lại ma khí trong cơ thể của y bắn ngược ra, làm cho Thẩm Thanh Thu lập tức phun ra một ngụm máu tươi đã nhịn từ lâu. Cho đến lúc này, Lạc Băng Hà mới thoáng thanh tỉnh chút. Sư Tôn, ở trước mặt y, y chậm chậm thoát khỏi trạng thái hỗn độn, có thể miễn cưỡng hợp lại phát ra một ít câu chữ mơ hồ, khuôn mặt quen thuộc kia cũng từ từ rõ ràng lên. Thẩm Thanh Thu thấy ánh mắt y rốt cuộc thanh tỉnh một chút, lau máu bên khóe miệng. Hắn ngữ khí bình thản nói, tỉnh rồi. Dừng một chút còn nói thêm, nếu đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Thẩm Thanh Thu nói, Lạc Băng Hà, người ăn ngay nói thật, người rốt cuộc tu tập tà thuật ma tộc từ bao lâu rồi? những lời này vừa ra lạc băng hà phảng phất từ trời cao khó hít thở rơi mạnh vào hồ lạnh thấu xương muốn không tỉnh táo cũng không được y nhìn khuôn mặt lạnh băng của thẩm thanh thu trái tim rớt mạnh xuống thẩm thanh thu trước kia luôn gọi y là băng hà chứ không trực tiếp gọi danh tự y thấp giọng nói sư tôn đệ tử có thể giải thích tuy rằng lạc băng hà còn là một thiếu niên nhưng cho tới bây giờ đều chấn đỉnh ung dung những lúc thành ông cụ non rất nhiều Vậy mà lúc này, có thể nhìn thấy trên mặt y hiện lên thần sắc bối rối, giống vội vã giải thích, lại không biết nên nói từ đâu. Đường đường nam chính lưu lạc đến tận đây, thẩm thanh thu quả thực nhìn không được, trong lòng không đành, cướp lời mở miệng quát lớn. Im ngay! Vừa dứt lời, chính hắn cũng cảm thấy không nắm bắt tốt, quá mức nghiêm khắc. Lạc băng hà cũng tựa hồ bị hắn dọa, giống đứa nhỏ bị đánh một cái tát tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt hơi tối đen, liền lặng lặng nhìn hắn, quả nhiên, nghe lời im miệng. Thẩm Thanh Thu quyết không nhìn thẳng ánh mắt của y, khô cằn đọc lên lời thoại. Từ khi nào thì bắt đầu? Hai năm trước. Thẩm Thanh Thu trầm mặc không nói, hắn suy nghĩ đứa nhỏ này có hỏi có đáp, thành thực như thế thật sự là vì sợ hãi. Nhưng lại không biết, Lạc Băng Hà tự động coi sự trầm mặc của hắn bổ não thành rất tốt, nghiệt đồ ngươi dám giấu ta lâu như vậy thẩm thanh thu nhẹ giọng nói hai năm khó trách có thể đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này lạc băng hà ngươi không hổ là lạc băng hà quả nhiên thiên phú dị bẩm kỳ thật câu này thật sự thuần túy phát ra từ cảm khái nội tâm vốn dĩ ấy mà thân là nam chính y đích thật là thiên phú dị bẩm không sai nếu cứng rắn muốn nói có ý vị gì đó thì đó chính là hâm mộ thêm một tí ti ghen tị nhưng lạc băng hà nghe vào ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng hắn lập tức quỳ dạp xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nội tâm bị dọa khóc. Đờ mờ, ngày đầu tiên gặp ngươi, ngươi đã muốn quỳ ta. Chào tới hôm nay, lại còn muốn quỳ ta. Nam Nhi dưới đầu gối có vàng, Nam Chính mà quỳ là không còn mạng. Lã Phu thật sự chịu không nổi. Tay áo hắn vung lên quát, đừng quỳ ta. Lạc băng hà bị trận gió trong tay áo, hắn bước lùi lại mấy bước, càng phát ra hoang mang lo sợ ngay cả quỷ xuống xin sư tôn tha thứ mình cũng không có tư cách sao? Y lẩm bẩm nói. Nhưng mà sư tôn người đã nói, người phân tốt xấu, mà cũng chia thiện ác. Ta có nói sao? Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hình như hắn thật sự có nói như vậy. Hiện tại trở mặt không thừa nhận, liệu có vô liêm sỉ quá không đây? Người không phải ma tộc bình thường. Thẩm Thanh Thu ngữ khí cứng nhắc mà tự thuật. Ngươi là thượng cổ tiên ma, nhánh tộc này ở nhân giới từng tạo nên vô số giết chóc tất cả tội nghiệt đều do chúng khởi xướng bất luận như thế nào cũng không thể đánh đồng cùng ma tộc khác chính tai nghe được thẩm thanh thu nói như vậy đập tan hy vọng hốc mắt của lạc băng hà đỏ lên y run giọng nói nhưng người đã nói qua lời ta từng nói còn nhiều lắm ta lúc trước còn lập trí đòi thiến thẩm thanh thu chữ đỏ sáng lóa Chưa mấy trăm poster không buồn cười chút nào Thẩm Thanh Thu luôn rất giỏi nội tâm ném đá, tự mình điều thiết, hiện tại sao cũng không bình thản nổi. Hắn chỉ có thể lại dùng lý do kia tẩy não cho mình. Mọi khổ sở tra tấn hiện tại Lạc Băng Hà phải chịu, đều là con đường phải trải qua, để ngày sau đạp lên trên vạn người. Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ ngẩng đầu, xuất kiếm quyết, triệu hồi tu nhã kiếm nhấc lên trong tay. Tay nắm kiếm của hắn hơi hơi phát run, kinh mạch rất nhỏ nổi lên, ẩn ẩn dùng sức. Lạc Băng Hà không thể tin nói, Sư tôn, người thật muốn giết ta." Thẩm Thanh Thu ánh mắt thẳng tắp, xuyên thẳng qua thân ảnh của y. "Ta không muốn giết ngươi." Trong trí nhớ Lạc băng Hà chưa từng thấy qua Thẩm Thanh Thu dùng biểu cảm lạnh lùng quyết tuyệt như thế đối với mình. Cho dù là lúc trước, vừa mới vào Thương Khung Sơn phái, thời điểm không chịu nổi sự đối đãi của Sư tôn, ánh mắt hắn cũng nhìn mình, tuyệt không trống rỗng như vậy, giống như nhìn mà không thấy. Y cảm thấy ánh mắt của thẩm thanh thu từ trên cao nhìn xuống. Không khác gì, hắn dĩ vãng nhìn những ma vật tội ác tay trời, không mang theo một tia đồ ấm. Thẩm thanh thu nói, chỉ là vừa rồi người đó nói không sai. Nhân giới vốn không phải là nơi ngươi có khả năng ở lâu, ngươi nên trở về nơi ngươi thuộc về. Hắn đi một bước, lạc băng hà lùi một bước, buộc hai người thối lui đến trước vực thẳm vô sát. Vừa quay đầu lại, có thể thấy ma khí hôi thổi, có thể thấy ma khí hôi hôi tại khe rãnh kia quay cuồng không thôi vạn linh kêu rên cái khe hướng phía trên nhân giới vươn ra ngàn cánh tay dị dạng khát cầu huyết nhục tươi mới nơi sâu hơn nữa bị hắc vụ không lành và quỷ quang màu đỏ tươi che lấp thẩm thanh thu chỉ xéo tu nhã kiếm xung vực sâu nói ngươi là tự mình đi xuống hay là muốn ta động thủ kỳ thật hắn rất ích kỷ mà hy vọng lạc băng hà có thể tự mình đi xuống tuy rằng như vậy đối với y mà nói quá mức tàn khốc nhưng còn tốt hơn bị thẩm thanh thu tự tay đánh rớt xuống nhưng lạc băng hà như cũ chưa chết lòng dù thế nào y cũng không tin được sự tôn đối với mình tốt như vậy thật sự sẽ đẩy y xuống cho dù tu nhã kiếm đâm trúng ngực của y y cũng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng thẩm thanh thu không ngờ sẽ đâm trúng y thật đó hắn chỉ là muốn quơ quơ kiếm dọa dọa y lạc băng hà vì né tránh lùi về sau một chút tất nhiên liền ngã xuống nhưng hắn không do dự đoán được lạc băng hà liền trầm mặc mà đứng ở nơi đó chính diện chịu một kiếm này chết rồi vốn chỉ là đá xuống hiện tại lại thêm thù đâm một kiếm lạc băng hà trở tay cầm lưỡi kiếm nhưng không dùng lực chỉ là nhẹ nhàng cầm chính là nói thẩm thanh thu nếu muốn dùng lực tù nhã kiếm có thể tiếp tục đâm vào Mãi đến khi xuyên thấu ngực của y, Lạc Băng Hà yết hầu nhẹ nhàng rung động không nói một lời, rõ ràng mũi kiếm còn chưa có đâm trúng trái tim. Thẩm Thanh Thu lại giống như cảm nhận được nhịp đập từ thân kiếm lan đến mu bàn tay, toàn bộ cánh tay mãi đến trong tim của hắn. Thẩm Thanh Thu rút mạnh kiếm về, bởi vì động tác của hắn, Lạc Băng Hà thân hình lảo đảo, rất nhanh liền ổn định. Thấy Thẩm Thanh Thu không hạ sát thủ, ánh mắt vốn ảm đạm của y lại có ánh sáng ẩn ẩn thoáng hiện. Tựa như cho tàn sau khi đốt cháy còn có tiên lửa dãy rụa. Mà thẩm thanh thu kế tiếp, liền dùng một kích cuối cùng, thẳng thừng dập tắt tia dư quang cuối cùng trong mắt y. Hắn biết Lạc Băng Hà tuyệt đối sẽ không phản kích. Hắn càng biết, hắn sợ vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt tuyệt vọng khi Lạc Băng Hà xa xuống. Một trưởng đánh rớt đợi cho tới khi các trưởng môn của thân khung sơn phái huyễn hoa cung thiên nhất quan diệt sạch ma vật cùng đám tu sĩ đuổi tới hiện trường không gian nứt ra của vực thẳm vô gian đã sớm khép kín thẩm thanh thu đã xử lý ổn thỏa miệng vết thương của mọi người bị ngã ngất dưới đất ngoại trừ thượng thanh hoa giả bộ bất tỉnh chết chính hắn một thân bị thương lại không để ý tới trên quần áo vết máu loang lổ mặt không biểu cảm sắc mặt tái nhợt xem ra rất chật vật nhạc thanh nguyên tiến lên bắt mạch cho hắn nhăn mày nghiêm mặt trách cứ vài câu kêu mộc thanh phương chuyên nghề qua coi các phái nhìn ngang nhìn dọc tìm người nhà mình trên mặt đất nhận rồi thì nâng đi chữa trị thêm bước nữa liễu thanh ca bỗng nhiên phát giác thiếu một người hỏi đồ đệ kia của ngươi đâu thẩm thanh thu không trả lời nhặt lên những mảnh vỡ trường kiếm rơi trên mặt đất các đệ tử thanh tĩnh phong vội vàng đuổi tới minh phàm đi đầu mắt tinh nhìn thanh kiếm kia ấp úng nói sư tôn Thanh kiếm kia không phải... Lúc trước, hắn tâm tâm niệm niệm thanh chính dương kiếm trên vạn kiếm phong này. Muốn những bao nhiêu năm, sau khi bị lạc băng hà rút ra thì ghen tị nóng ruột đốt gan. Ban đêm chằn chọc nguyền rủa vô số, tất nhiên sẽ không nhận sai. Ninh anh anh bỗng nhiên hòa lên một tiếng khóc. Sư tôn, người, người đừng làm ta sợ. Đây có phải là... có phải là chính dương của An Lạc? Bốn phía thầm có tiếng nhỏ. Chính dương kiếm, Nói chính là ái đồ thẩm phong chủ Lạc Băng Hà. Kiếm còn người còn, kiếm này cũng đã gãy, người đâu. Sẽ không phải cũng... Có người thở dài, nếu thực sự như thế, vậy cũng quá đáng tiếc. Lạc Thiếu Hiệp một đường đi này cũng đã trở thành người đầu bảng vàng tiên minh. Trời đố kỵ anh tài, trời đố kỵ anh tài. Trong những người này, than tiếc có, kinh ngạc có, bi thương có, vui sướng khi người gặp họa cũng có, Ninh Anh Anh lập tức khóc lớn tại chỗ. Minh phàm tuy rằng chán ghét Lạc Băng Hà nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn y chết thật. Huống hồ nghĩ đến sư tôn sau đó thương y như vậy. Hiện tại tiểu tử thối này bị chết đến xác cũng không còn. Sư tôn nhất định rất đau buồn. Tâm tình cũng không tốt lên được. Toàn bộ thanh tĩnh phong một mảnh bi thảm buồn giàu. Tiên su phong do tề thanh thê và liễu minh yên dẫn đầu cũng lâm vào xúc động. Liễu thanh ca không giỏi an ủi, vỗ vỗ bả vai thẩm thanh thu, nói đồ đệ mất rồi, còn có thể thu lại. Tuy rằng biết hắn muốn an ủi mình, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn muốn tặng hắn một cái đảo mắt trắng vô lực. Không đá đệ tử quan môn của mình, kiêm nam chính xuống vực thẩm vô gian, hết thảy đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Quên đi, quên đi. Tất cả đã là kết cục đã định. Thẩm Thanh Thu chậm chậm nói. Thành tính phong tọa đệ tử Lạc Băng Hà, bị ma tộc làm hại, thân vẫn. mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya